Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình điểm tin 24 trên 7 của Bán Giang Online số 261 từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2021 với các nội dung chính như sau. Lãnh đạo tỉnh An Giang diễn nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. Tăng cường phòng chống dịch trong dịp Tết Nguyên Đán. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình thăm chúc Tết các doanh nghiệp. An Giang tiếp nhận 20 máy thở để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phà An Giang tăng cường phương tiện đưa rước khách dịp Tết Tân Sửu 2021. An Giang triệt xóa đường dây lưu hành tiền giả dịp cuối năm. Bắt giữ đối tượng có biểu hiện bị tâm thần giết người lúc rạng sáng. Trong tuần, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, quỹ ban nhân dân, quỹ ban mặt trận đồng quốc Việt Nam tỉnh An Giang trang trọng tổ chức lễ dân qua dân hương dưới nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. Trong không khí trang nghiêm của những ngày chuẩn bị đón năm mới 2021, các đại biểu đã đặt lãng qua lên đài tưởng niệm, dành một phút mặc niệm và thắp hương lên phần mộ để tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu, hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Để xứng đáng với sự hy sinh cao đẹp của các anh hùng liệt sĩ, đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang, nguyện đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, đưa tỉnh nhà ngày một phát triển, quyết tâm xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Đồng thời quan tâm chăm lo hơn nữa đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, giữ trọn đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Trong tuần, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã ký công văn chỉ đạo việc tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ công an địa phương và ngành y tế ra soát, lập danh sách, quản lý chặt chẽ tất cả các trường hợp học sinh, sinh viên, người lao động từ các địa phương khác, đặc biệt tại các địa phương đang có ca nhiễm trong cộng đồng về quê nghỉ Tết. Yêu cầu các trường hợp này phải khai báo y tế, hạn chế tiếp xúc, đi lại và tham gia các hoạt động vui chơi, tụ tập đông người. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm có liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định tại Nghị định số 117 trên 2020 trên NDCB ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Trong tuần, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh, đã đến thăm chúc Tết Nguyên đáng Tân Sửu 2021 – Công ty cổ phần Nam Việt, tập đoàn Sao Mai, Quỹ tín dụng nhân dân Mỹ Phước và công ty cổ phần môi trường đô thị An Giang. Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị doanh nghiệp báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và những định hướng chiến lược phát triển trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã biểu dương những kết quả mà các doanh nghiệp đã đạt được trong năm qua, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp để có những đóng góp quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Qua đó mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức để phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành và dược mọi chỉ tiêu đặt ra năm 2021. Đặc biệt, quan tâm thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại doanh nghiệp và cộng đồng. Đồng thời thực hiện hiệu quả các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp xây dựng quê hương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình khẳng định, tỉnh luôn luôn lắng nghe, đồng hành và tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2020-2025. Trong tuần, An Giang được phân bổ 20 máy thở VFS 410 do tập đoàn Vingroup tài trợ. 20 máy thở được Sở Y tế phân bổ gồm Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang 5 máy, Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh 4 máy, Bệnh viện Sản Nhi 3 máy, Trung tâm Y tế Thị xã Tân Châu, huyện An Phú, Châu Phú, Châu Thành, Phú Tân, Thoại Sơn, Tịnh Biên và Tri Tôn, mỗi đơn vị một máy. Máy Vismac VFS 410 được phát triển và sản xuất hoàn toàn từ hệ sinh thái Vingroup với tỷ lệ nội địa quá lên đến 70%. VFS 410 không chỉ đáp ứng kịp thời nhu cầu điều trị dịch bệnh COVID-19, mà còn có thể tiếp tục sử dụng trong các khoa hồi sức cấp cứu. Đặc biệt, với ưu điểm nhỏ gọn, VFS 410 có thể được trang bị cho các xe cấp cứu hoặc các trường hợp cấp cứu tại hiện trường. Để phục vụ tốt công tác đưa rước khách trước trong và sau tác viên đáng tân sửu 2021, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phạm An Giang đã tăng cường bố trí lực lượng và phương tiện đưa rước khách tại các bến phà trên địa bàn tỉnh. Theo đó, công ty sẽ huy động bố trí gần 50 chiếc phà trọng tải từ 30 đến 200 tấn, hoạt động liên tục 24 trên 24 giờ trong 10 ngày cao điểm, từ ngày 8 tháng 2, 27 tháng Chạp đến 17 tháng 2, mùng 6 Tết, tại 8 bến phà trên địa bàn tỉnh, tăng hơn 10 chiếc so ngày bình thường. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phà An Giang cũng sẽ tăng dòng quay các chuyến, tăng phòng vé và tổ bán vé lưu động ở các đầu bến đồng thời phối hợp địa phương tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm phục vụ hành khách 24 trên 24 giờ, tránh ồn tác giao thông vào giờ cao điểm. Đặc biệt, tổ chức phun thuốc khử khuẩn khu vực nhà chờ dành cho phương tiện xuống phà, phát loa tuyên truyền công tác phòng chống dịch COVID-19 và yêu cầu người dân lên xuống phà phải thực hiện nghiêm giải pháp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Trong tuần, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam 8 đối tượng về hành vi lưu hành tiền giả. 8 đối tượng gồm Lê Thanh Sơn sinh năm 1991, Phạm Tấn Lợi sinh năm 2000, Phạm Tấn Được sinh năm 1992, Nguyễn Thanh Phong sinh năm 1996, Nguyễn Tấn Đạt sinh năm 2001, Nguyễn Hữu Tiến sinh năm 1991, Lê Giang Đếm sinh năm 1997, cùng trú huyện Châu Phú và Nguyễn Giang Tuấn, sinh năm 2002, trú huyện Phú Tân. Trước đó, khoảng 19 giờ 20 phút ngày 23 tháng 1, ông Tô Hoàng Hiển, trú xã Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú, An Giang, đến công an xã Vĩnh Thạnh Trung trình báo việc có hai thanh niên đi xe mô tô đến tiệm tạp hóa, dùng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng mua hai cạc điện thoại loại 100.000 đồng để ông thối lại 300.000 đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng hình ảnh trích xuất từ camera an ninh lực lượng công an đã xác định và mời Nguyễn Tấn Đạt đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, Đạt khai nhận tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng trên lấy từ được và đếm, rồi nhờ bạn chưa rõ lai lịch chở đến tiệm tạp quá của ông Hiển mua cạc điện thoại để được thối lại bằng tiền thật. Sau khi biết Đạt được Tuấn Phong tiến lợi bị bắt, Sơn và Đếm đã ra đầu thú theo đó, lực lượng công an đã thu giữ một xe mô tô, 7 điện thoại di động và 11 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Ngày 27 tháng 1, vụ việc được chuyển cho Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang thụ lý theo thẩm quyền. Bước đầu, các đối tượng khai nhận, thông qua mạng xã hội Facebook, Sơn đã liên hệ Lê Hoàng Mãi, sinh năm 1989, trú thành phố Hồ Chí Minh, mua tiền giả đem về đưa cho đếm được, chia cho các đối tượng đem đến tiệm tập quá tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và Bình Dương mua các điện thoại, thuốc lá, dân dân, nhằm được thối lại tiền thật và dùng tiền giả mua ma túy về sử dụng. Hiện Lê Hoàng Mãi đã bị cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố tạm giam về hành vi làm và lưu hành tiền giả. Trong tuần, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tiếp nhận điều tra Phan Ngọc Nam, sinh năm 1977, trú ấp Sơn Tây, xã Dòng Đông, huyện Thoại Sơn, về hành vi giết người. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ 20 phút sáng ngày 3 tháng 2, Phan Ngọc Nam điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 67M1-43189 trên tỉnh lộ 943 và cầm theo một con dao dài khoảng 41cm. Khi đến khu vực ấp Sơn Lập, xã Dọng Đông, Nam đậu xe giữa đường thì thấy một xe ô tô khách do tài xế Lê Quang Minh, sinh năm 1971, trú thành phố Long Xuyên, An Giang điều khiển, chạy từ thị trấn Ốc Eo. Trên xe còn có phụ xe Hồ Văn Sang, sinh năm 1991, trú huyện Thoại Sơn và một hành khách. Lúc này, Nam yêu cầu mọi người trên xe phải chào mình. Khi tài xế và phụ xe chào đối tượng xong, Nam liền nhặt hai cục gạch ống bên đường, ném dở kính chắn gió của xe. Khi anh Minh cùng Sang xuống xe, thì Nam bỏ chạy vào bên trong hàng rào nhà bà Trần Thị Lệ, sinh năm 1953, trú địa phương, Lúc này, bà Lệ và cháu Quỳnh Thị Yến Ly, sinh năm 2009, đang ngủ trong nhà thức giấc, nên bà Lệ mở cửa ra xem, liền bị Nam dùng dao chém một nhát vào cổ. Quảng sợ, Ly bỏ chạy vào trong nhà lẫn trốn. Nam đuổi theo tìm Ly nhưng không gặp, nên quay ra tiếp tục chém nhiều nhát vào người và đầu bà Lệ, rồi chạy vào trong nhà cố thủ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Thoại Sơn đã bắt giữ Nam cùng con dao gây án ngay sau đó. Còn bà Lệ, dù được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, tử vong trên đường đến bệnh viện. Ngay sau khi nhận tin báo, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và công an quyền Thoại Sơn tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án. Qua thử test cho kết quả, nam âm tính với chất ma túy nhưng có biểu hiện bị tâm thần. Chương trình điểm tin từ trên mạng của báo gia online đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.